Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lang, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 103: Mặt nạ vàng. Người này có tài đức gì mà được chôn cùng với một vương gia? Có nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không hợp lý mà. Hơn nữa, điều khiến người ta ngạc nhiên và lấy làm lạ hơn chính là vị quan tứ phẩm bình thường này lại đeo một mặt nạ bằng vàng. Ngũ sư đệ thử xem xét, lại nhận ra chiếc mặt nạ này dán chặt lên má của thi thể, không biết được khảm bằng thứ gì. Nhìn từ bên ngoài không thể thấy được chút da mặt nào hết. Đây là cái gì thế? Nhị sư huynh giật mình hỏi. Có thể là thứ gì được, nói năng cẩn thận một chút, đại sư huynh mất hứng nói. Nhị sư huynh nghe thế thì chắp tay trước ngực, nói với người đàn ông trong quan tài. Vị tiền bối này, không phải tiểu nhân cố ý mạo phạm đâu, xin ngài đừng trách. Vương An Bắc thấy ngũ sư đệ mãi mà không lấy chiếc mặt nạ bằng vàng đó xuống, thì sốt ruột hỏi. Sao thế, có lấy được mặt nạ xuống không? Ngũ sư đệ quan sát một lúc lâu, mồ hôi đầy đầu. Tam sư huynh, không phải là đệ không muốn gỡ nó xuống, nhưng thật sự không nhận ra thứ này được khảm trên mặt ông ta như thế nào. Nếu mạnh tay cố gỡ ra, chỉ sợ sẽ làm hỏng mặt thi thể này. Vương An Bắc nghe xong liền biết là không được. Sư phụ đã từng lập ra quy tắc, bất kể vào ngôi mộ kiểu gì, bất kể là có lấy được báu vật hay không, thì đều không được làm hỏng di thể của chủ mộ dù chỉ một chút. Mặc dù không phải chưa từng có dân trong nghề làm như thế, nhưng cuối cùng đều chết không được yên thân. Nên lúc nhận bọn họ vào môn phái, sư phụ đã giảng giải kỹ vài quy tắc trước. Một khi làm trái sẽ bị trục xuất khỏi sư môn ngay lập tức. Vương An Bắc cẩn thận nghiên cứu mãi, nhưng lại không có cách nào gỡ nó xuống một cách hoàn hảo. Ông trầm tư một lúc, rồi đành không cam lòng, nói. Đi thôi, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Đi thẳng ra sau điện. Đệ không tin trong quan tài của chủ mộ này không có thứ gì tốt. Thế là mọi người rời khỏi điện thờ phụ phía nam, đi tới trước cửa hậu điện. Quả nhiên cũng như dự đoán, trên cửa đá không có bất cứ cơ quan gì, đẩy nhẹ là đã mở ra được. Lúc bước vào, bên trong rất tối, mọi người mò được hai ngọn đèn chế tác rất khéo léo, đẹp đẽ ở cạnh cửa, xem ra là đồ thường dùng trong hoàng gia. Họ thắp đèn lên, cảnh vật trong hậu viện hiện ra trước mắt. Không ngờ vừa có ánh sáng, một chiếc bình phong bằng ngọc thạch cực lớn, cao khoảng 2 mét bất chợt hiện ra trước mặt họ. Tảng ngọc bích lớn như vậy, lấy bừa một miếng cũng được kha khá nhỉ? Tứ sư đệ cảm khái nói. Nhưng đại sư huynh lại lắc đầu. Một tấm bình phong bằng ngọc tốt như thế, nếu để đệ cắt một góc thì mới chẳng còn đáng giá gì nữa. Lúc này mấy người khác cũng xúm lại. Trên tấm bình phong này được khắc đầy chữ Mãn tộc. Trong nhóm, người có thể đọc được chữ Mãn này cũng chỉ có đại sư huynh. Vì thế, Vương An Bắc hỏi. Đại sư huynh, trên đó ghi gì thế? Đại sư huynh lại bật lửa lên, dí sát vào, cẩn thận nhìn chữ khắc đầy trên đó. Chợt, ông giật mình. Vương An Bắc thấy đại sư huynh còn phải xem thêm một lát, bèn vòng ra sau tấm bình phong. Ở đó có một chiếc quan tài bằng gỗ lim, nhìn kiểu thì rất giống của chủ mộ. Bên cạnh quan tài gỗ lim có một bộ áo giáp bằng đồng rất nặng, bên hông đeo một thanh kiếm long tuyền tuyệt đẹp. Xem ra lúc còn sống, vị chủ mộ này là một võ tướng thiện chiến. Lúc này, đại sư huynh cũng đã đọc được kha khá, bèn đi vòng ra sau bình phong cùng mọi người. Vương An Bắc nghe tiếng thì quay lại nhìn. Sao rồi? Trên tấm bình phong đó viết cái gì? Đại sư huynh đến trước quan tài gỗ lim, khẽ chạm vào nắp quan tài rồi quay sang nói với Vương An Bắc. Trên đó viết vài công đức và một chuyện mà mộ chủ làm sai lúc còn sống. Làm sai?
sai chuyện gì? Vương An Bắc nghe thế thì hỏi với vẻ khó tin. Người thời xưa đều thích khắc vài công đức lúc còn sống lên mộ. Thật sự rất hiếm người viết về sai lầm của mình ở trong đó. Đương nhiên cũng có tình huống như thế, nhưng cũng đều chẳng phải người bình thường gì. Đại sư huynh nhìn cách bài trí trong hậu điện rồi cảm khái. Không ngờ hôm nay chúng ta đặt trúng một ván bài lớn rồi. Mấy huynh đệ nghe thế thì vui mừng ra mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu họ nhìn thấy ngôi mộ cao quý như thế. Nói không kích động thì là giả. Nghe đại sư huynh nói, chủ nhân ngôi mộ này là một khắc cần quận vương đời thứ 6. Có thể nói lúc còn sống đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Chỉ tiếc là ông ta mất sớm lúc còn tráng niên, chưa đến 40 tuổi đã chết vì bệnh. Về phần chuyện làm sai ghi trên bình phong ngọc cũng là tiếc nuối cả đời của ông ta. Vị khắc cần quận vương này tên là Ái Tân Giác La Huyền Lý. Ông ta có một người em gái ruột tên là Diệp Lan. Cô ấy có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, cơ thể trời sinh có mùi hương lạ, rất được Huyền Lý yêu chiều. Sau đó, ông ta còn gả nàng cho cấp dưới mà mình tin cậy nhất, Đoạn Tử Ngọc. Đoạn Tử Ngọc này vốn là người Hán, nhẽ ra hai tộc Mãn Hán không thể thông hôn, nhưng Diệp Lan lại không chịu lấy ai khác ngoài Đoạn Tử Ngọc. Về sau, Huyền Lý đành cải Hán nhập kỳ cho Đoạn Tử Ngọc mới để đứa em gái cưng của mình được như mong muốn. Không ngờ đời không như là mơ, Đoạn Tử Ngọc này tính tình kiêu ngạo, dù cận kề cái chết cũng không muốn cải Hán nhập kỳ. Nhưng Huyền Lý lại vì Diệp Lan mà dùng hết mọi thủ đoạn để ép buộc, khiến Đoạn Tử Ngọc buồn bực sầu não mà chết. Cuối cùng, Diệp Lan cũng tự sát theo chồng. Sau đó, Huyền Lý xây dựng một lăng mộ ở Bạch Sơn Hắc Thủy cho Diệp Lan, cũng chôn hết những thứ quý giá mà nàng yêu thích khi còn sống, dùng cách đó để bù đắp lại nỗi áy náy. Vương An Bắc nghe đại sư huynh giải thích đoạn văn viết trên bình phong kia xong thì thấy hơi nghi ngờ. Ông nhanh chóng đi qua điện thờ phụ ở hướng nam, cẩn thận quan sát tranh chữ dán đầy tường, thấy lạc khoản trên đó đều là của Đoạn Tử Ngọc. Không đúng, nếu em gái ông ta yêu Đoạn Tử Ngọc, vậy sao lại không chôn y cùng với nàng ấy mà lại chôn trong điện thờ phụ của anh vợ? Vương An Bắc khó hiểu, hỏi. Đại sư huynh phẩy tay với ông ta, trong 10 câu của mấy người thời xưa này, có 3 câu thật đã là tốt rồi. Bây giờ đừng quan tâm nhiều như thế, cứ mở quan tài trong hậu điện xem có thứ gì tốt đã rồi nói. Mọi người lại quay về quan tài gỗ lim trong hậu điện. Ngũ sư đệ nghiên cứu kết cấu của quan tài xong thì cẩn thận mở nắp. Lúc này, Vương An Bắc cũng nín thở, chăm chú nhìn nắp quan tài từ từ bị mở ra. Chỉ sợ có một mũi tên bất chợt bắn ra. Ai ngờ mở nắp xong mà mọi thứ vẫn yên bình, cũng không có nguy hiểm như đã dự liệu. Mọi người thăm dò nhìn vào quan tài, di hài của một người đàn ông mặc trang phục tím thêu hoa vàng. Phía trước thêu một con rồng vàng 5 vuốt. Bộ phục trước ngực ông ta là bàn long 5 đầu, được thêu bằng kim tuyến. Đây chính là khắc cần quận vương Ái Tân Giác La Huyền Lý. Chương 104. Lão Tứ mất tích. Có lẽ do chiếc quan tài gỗ lim này nên di thể của vị khắc cần vương này không bị thối rữa, nhưng cũng bị khô lại, chỉ còn mỗi lớp da. Làn da co sát lại khiến miệng thi thể há to, trông rất dữ tợn. Trên lớp da tím xanh cũng đầy vết hoen của tử thi. Vương An Bắc cẩn thận nhặt đồ bồi táng trong quan tài, nhưng khiến ông ta thất vọng là trừ mấy thanh đao ngắn cùng với vài thứ trang sức tùy thân ra thì cũng chẳng còn gì nữa. Xem ra Huyền Lý này đã chôn hết những thứ đáng giá theo em gái mình rồi, còn bản thân thì chỉ có những thứ vô giá trị này. Nhị sư huynh phàn nàn. Ngũ sư đệ khó tin. Sao lại thế được? Một vương gia thân phận lớn thế này mà lại không có thứ gì đáng giá chôn cùng à? Chắc chắn là ở điện thờ phụ phía Bắc.
Vừa rồi trong điện thờ phụ phía nam cũng không phải vợ ông ta, vậy chắc là ở phía bắc rồi. Với thân phận của ông ta, cho dù không có gì trong quan tài của mình, thì chắc cũng phải có đồ trang sức cho vợ chứ. Mọi người nghe xong cũng thấy có lý. Thế là họ chỉ lấy hai miếng ngọc bội bên hông Huyền Lý, rồi đậy kín nắp quan tài lại như cũ. Lúc vào điện thờ phụ ở phía bắc, thì thấy cửa đá đang đóng. Mọi người lập tức nghĩ ngay có thể trong này có bảo bối gì đáng giá, nên đều sáng bừng mắt. Hơn nữa, cửa đá này cũng không khó mở, bằng tài năng của tứ sư đệ, chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Lúc này, đại sư huynh lại nhìn đồng hồ, còn chưa tới nửa tiếng nữa là trời sẽ hửng sáng. Không còn thời gian nữa, lão tứ, lên mở cửa mau đi. Tứ sư đệ lập tức leo lên. Trên phiến đá đó có hoa văn chạm kiểu rỗng, có thể nhìn vào trong. Tứ sư đệ nửa treo người nhìn vào, rồi hít một hơi lạnh. Sao thế? Trong đó thế nào? Vương An Bắc sốt ruột hỏi. Ai ngờ, tứ sư đệ vui mừng nói. Trong đó toàn là đồ tốt, chỉ lấy bừa ra cũng đủ cho chúng ta ăn vài năm. Đại sư huynh nghe xong thì hỏi ông ấy. Cửa khóa bằng cái gì? Có dễ mở không? Tứ sư đệ không trả lời ngay, mãi mới nói. Cũng chẳng phải cơ quan gì lợi hại lắm, có lẽ là tay nắm trên quan tài đá. Tay nắm trên quan tài đá? Vương An Bắc nghe vậy thì biến sắc, thầm than không hay, cánh cửa này không dễ mở. Vì thời gian cấp bách nên tứ sư đệ cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đập nát tảng đá rỗng kia, rồi dùng xúc công cốt để chui vào. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng chân tứ sư đệ chạm đất, nhưng trừ âm thanh đó ra thì chẳng còn gì nữa cả. Lão tứ, một mình đệ có đẩy được không? Có cần một người vào giúp không? Đại sư huynh ở ngoài hỏi lớn. Nhưng đại sư huynh đợi mãi vẫn không nghe thấy ai trả lời bên trong. Lão tứ, đệ có nghe bọn huynh nói không? Nhị sư huynh bất an hỏi. Bên trong vẫn yên tĩnh, chẳng hề có chút âm thanh nào. Không đúng, chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Đệ lên trên nhìn thử, mọi người khoan hẳn làm loạn. Vương An Bắc nói với những người khác. Vương An Bắc chính là người có thể dự bị vào bất cứ lúc nào, bất kể là ai. Nếu tạm thời có tình huống gì, ông sẽ lên thay thế người đó. Giờ đây, tứ sư đệ chỉ vừa vào một lát đã không lên tiếng nữa. Ông không thể cứ chờ đợi như vậy. Vì thế, Vương An Bắc nhún người nhảy lên cửa đá, sau đó cũng nhìn vào chỗ tứ sư đệ vừa đập nát. Tuy ánh sáng bên trong khá u ám, nhưng vẫn có thể thấy được chiếc quan tài đá cực lớn nằm ngay sau cửa đá. Lão tứ, đừng đùa nữa, trời sắp sáng rồi. Vương An Bắc nói khẽ vào trong, nhưng vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại. Vương An Bắc biết thời gian không còn nhiều nữa. Mặc kệ lão tứ xảy ra chuyện gì, ông vẫn phải xuống xem thử mới được. Nghĩ đến đó, ông hít sâu một hơi, dùng xúc cốt công để chui vào. Ông không luyện được xúc cốt công đến tầm như tứ sư đệ, nên vất vả lắm mới chui vào được, còn suýt ngã lăn xuống. Sau khi nhảy xuống, ông lấy lại thăng bằng rồi lôi bật lửa ra rọi bốn phía. Trong điện thờ phụ này, đúng như lời tứ sư đệ nói, thật sự có rất nhiều thứ đáng giá, nhất là trang sức của phụ nữ. Có thể nói, trân châu, phỉ thúy, cần gì có nấy, còn có vài bộ vũ khí bằng vàng xa hoa vô cùng, khiến Vương An Bắc nhìn mà hoa mắt. Chẳng lẽ vừa rồi lão tứ thấy những thứ này nên mới bị mê hoặc? Nghĩ đến lão tứ, Vương An Bắc vẫn có linh cảm chẳng lành. Tuy lão tứ còn trẻ, nhưng sẽ không làm bừa trong lúc làm việc. Bây giờ, mãi mà đệ ấy vẫn chưa ra, chỉ e đã gặp chuyện gì. Vương An Bắc quay lại nhìn cửa. Bây giờ chỉ đành mở nó ra trước, đợi họ vào rồi nghĩ cách sau. Chắc chắn ông không đẩy nổi quan tài đá ở sau cửa, nhưng phải có cơ quan gì đó khống chế. Nếu mình có thể tìm thấy, thì sẽ dễ dàng mở cửa đá ra. Vương An Bắc nghĩ thế, bèn cẩn thận xem xét chung quanh cửa đá. Nhìn thấy hai con thú nhỏ bằng đá đứng ở hai bên,
xem ra là hai con sư tử nhỏ. Một trong hai con dẫm vào hòn đá rất tròn dưới chân, thu hút sự chú ý của Vương An Bắc. Ông bước đến, từ từ ngồi xuống, đẩy nhẹ viên đá tròn kia. Nhận ra có thể đẩy được, ông cũng không nghĩ gì mà ra tay mạnh hơn. Tiếng ken két vang lên, chiếc quan tài vừa nãy còn đè chặt cửa, bây giờ đã lui ra sau từng chút một. Vương An Bắc cúi đầu nhìn, phát hiện dưới quan tài còn có hai đường kép có thể trượt dần đi. Quan tài di chuyển, cửa nhanh chóng bị nhóm đại sư huynh đẩy từ bên ngoài vào. Sau khi vào, họ đốt hai bó đuốc lên, lập tức chiếu sáng cả khu điện thờ phụ phía bắc. Nhưng lùng sục khắp nơi, họ vẫn không thấy tứ sư đệ đâu. Đúng là gặp ma rồi, lão tứ đâu? Cũng đâu thể biến mất vào không khí được. Nhị sư huynh lại nói năng linh tinh. Lão nhị, đệ còn sức nói lung tung thì chi bằng cẩn thận tìm xem. Chắc chắn lão tứ trúng chiêu gì rồi. Bây giờ việc khẩn cấp là tìm được nó. Nếu chậm trễ, chỉ e là nguy hiểm. Đại sư huynh răn dạy. Mọi người biết đại sư huynh nói rất đúng. Nhất định phải tìm ra lão tứ ngay. Nhưng đã tìm rất nhiều lần mà vẫn không thấy bóng lão tứ đâu. Đột nhiên, vẻ mặt Vương An Bắc nghiêm trọng. Ông chợt nghĩ ra có một nơi bọn họ vẫn chưa tìm. Chính là trong quan tài đá đè cửa lúc nãy. Khi ông nói suy nghĩ này, vẻ mặt đại sư huynh cũng trở nên khó coi. Nếu lão tứ ở trong quan tài đó thật, chỉ e là lành ít giữ nhiều. Làm sao bây giờ? Mở nắp quan tài à? Vương An Bắc hỏi đại sư huynh. Đại sư huynh do dự vài giây rồi gật đầu nói, mở quan tài. Chương 105: Không lối thoát. Cỗ quan tài này không giống hai cái trước. Nó không chỉ lớn hơn rất nhiều mà còn dán đầy bùa trấn thi hàng quỷ ở trên. Việc này cho thấy lúc chôn thi thể đã xuất hiện thi biến. Vương An Bắc cau mày nhìn cỗ quan tài, lo lắng không biết nên mở nó ra thế nào. Ngũ sư đệ cũng đi quanh nó mấy vòng nhưng vẫn chẳng có đầu mối. Cuối cùng vẫn là đại sư huynh tỉnh táo. Ông ta nói, không biết mở thế nào thì cứ nạy nó ra, không cần nghĩ nhiều thế, cứu người quan trọng hơn. Mọi người thấy đại sư huynh nói thế thì nhanh chóng chuẩn bị cậy nắp quan tài. Trừ bùa trấn thì cũng không còn gì khác trên đó. Nếu xem từ độ khó mở nắp quan tài, chỉ e sẽ nặng hơn những quan tài khác. Nhưng bốn người họ cùng hợp sức, chắc cũng có thể đẩy nó ra. Nhưng đại sư huynh vẫn để Vương An Bắc đứng cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với biến cố đột nhiên xuất hiện. Vương An Bắc biết mình là đường lui duy nhất của mọi người, nên rút khẩu súng ngắn trên người ra, lên nòng. Nắp quan tài dần dần bị đẩy sang. Mùi xác thối bốc ra, mọi người không nhịn được mà bịt kín mũi, lui về sau. Vương An Bắc đứng phía sau lại không thấy nguy cơ như mình nghĩ, mà quan tài lại yên ắng đến lạ. Đợi lúc họ thấy rõ bên trong quan tài, thì sợ kinh người. Trong quan tài to như thế, lại không hề có thi thể nào. Chỉ có vài món trang sức châu báu nằm lặng lẽ trong đó. Nếu vừa rồi gặp cảnh này, họ sẽ rất vui mừng lấy những bảo bối này ra khỏi mộ, về đi ngủ. Nhưng bây giờ, lão tứ mất tích, trong quan tài lại không có gì khác ngoài đồ bồi táng. Vậy lão tứ ở đâu? Thi thể trong quan tài ở đâu? Đang lúc mọi người sững sờ vây quanh quan tài, Vương An Bắc chợt cảm thấy gáy mát lạnh. Ông vòng tay ra sờ, lại ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi. Tim Vương An Bắc trùng xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tứ sư đệ mất tích đang mở to mắt hoảng sợ, nhìn thẳng vào mình. Lão tứ! Vương An Bắc la lên. Ba người kia nghe tiếng thì cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tứ sư đệ đã chết. Vương An Bắc không cần nhìn cũng biết, vì máu ông cũng đã lạnh. Lúc này, ông ấy đang dính trên trần điện với một tư thế cực kỳ quái lạ. Máu nhỏ ra từ hai tay xuống,
lại không thấy miệng vết thương ở đâu. Ngũ sư đệ nhỏ tuổi nhất, bất chợt không chấp nhận nổi việc sư huynh sớm chiều ở chung lại chết trước mặt mình như vậy, khóc òa lên. Chẳng ai trong số họ ngờ được, lần đầu tự đổ đấu lại có đồng môn chết trong mộ. Ngẫm lại lúc trước đi cùng sư phụ, họ chưa từng gặp tình huống thế này, xem ra kinh nghiệm vẫn còn quá ít. Đừng khóc, bây giờ chưa phải lúc khóc, thứ trong quan tài còn đang không biết ở đâu. Chúng ta không có bổn sự đổ cái đấu này, mau ra ngoài ngay. Đại sư huynh tỉnh táo lại nói với họ. Vương An Bắc cũng vẫn bình tĩnh, biết đại sư huynh nói đúng. Bây giờ không phải là vấn đề có lấy được bảo bối hay không, mà là bọn họ có thể rút lui bình an hay không. Nghĩ đến đây, Vương An Bắc nhanh chóng cầm lấy bó đuốc vừa đánh rơi xuống đất, vung xung quanh. Nhưng trong không khí, ngoại trừ tiếng đuốc cháy lách tách ra thì chẳng còn gì nữa. Mau chạy ra ngoài, đến tiền điện, ở đây không ổn. Vương An Bắc kêu to. Ba người kia nghe xong thì quay người đi. Nhưng lúc này, bó đuốc của Vương An Bắc lại chợt tắt ngúm. Họ đành dựa theo cảm giác chạy về phía tiền điện hệt như ruồi mất đầu. Nhưng vừa đến tiền điện, họ liền đứng sững ra. Một cô gái mặc triều phục mãn tộc màu xanh rêu thẫm đang đứng quay lưng về phía bọn họ ở ngay lối vào tiền điện. Vương An Bắc thầm than không hay, chính chủ hại chết lão tứ đã xuất hiện. Trong phút chốc, họ đều không dám thở mạnh, chỉ sợ ai đó không để ý sẽ làm kinh động đến vị nương nương này, khiến bà ta quay lại nuốt trọn kẻ bốn. Nhưng nếu cứ thế này cũng chẳng phải cách. Nữ thi này trùng hợp lại ngăn lối ra vào mộ. Bọn họ muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ phải chạm trán với bà ta. Vương An Bắc nhìn đại sư huynh, hỏi bằng ánh mắt, bây giờ nên làm gì? Đại sư huynh cũng không có cách nào, chỉ đành không ngừng nghĩ xem nếu sư phụ gặp phải tình huống này thì sẽ làm sao? Ngay lúc bọn họ đang lo lắng, sợ hãi không biết làm sao, thì nữ thi kia lại dần dần xoay người. Một gương mặt to trắng bệch thình lình hiện ra. Dù họ cũng coi như đã đi theo sư phụ, gặp không ít việc đời rồi, nhưng vẫn rất sợ hãi. Nhất là ngũ sư đệ, đái luôn ra quần. Vương An Bắc là người tỉnh táo nhất. Ông nhớ sư phụ đã từng nói, nếu gặp phải thi biến thì nhất định phải bình tĩnh, nếu không chắc chắn sẽ ngõm hết. Vì vậy, ông làm theo lời sư phụ dạy, lấy một cái túi đựng gạo nếp trên người ra. Sau đó, Vương An Bắc ra hiệu cho mấy người còn lại từ từ dựa sát vách tường hai bên chờ thời cơ. Có lẽ thấy bọn họ đột nhiên tản ra hai hướng, nữ thi kia không biết nên đi hướng nào, nên đứng im không nhúc nhích. Vương An Bắc nghĩ mình phải đánh lạc hướng để tránh lối đi ra ngoài. Như thế thì ba sư huynh đệ của mình mới có cơ hội chạy ra. Nghĩ vậy, ông từ từ mở túi, vốc một nắm gạo nếp, nhẹ nhàng ném về phía nữ thi. Tiếng rào rào vang lên, gạo nếp rơi xuống đất. Nữ thi đột nhiên bay lên trời, vươn hai móng vuốt sắc nhọn, lao thẳng về phía Vương An Bắc. Sư phụ từng nói, cương thi đã thi biến, bình thường sẽ không rẽ được, chỉ biết lao đầu về phía trước. Vương An Bắc lợi dụng điều này. Ngay lúc nữ thi sắp đến gần, ông lăn sang bên cạnh né đòn chí mạng. Nữ thi đeo đôi giày bồn hoa, đi đường chỉ biết nhảy lên nhảy xuống. Vì nắm gạo nếp kia không ném trúng nên chẳng có tác dụng gì cả. Ngay lúc Vương An Bắc định thừa cơ chạy trốn, thì nữ thi kia chợt quay phắt lại, đánh thẳng về phía ngũ sư đệ ở gần nhất. Hóa ra lão ngũ sợ quá nên không hiểu ý Vương An Bắc. Ông không chạy cùng hai người kia. Đợi đến khi kịp nhận ra thì nữ thi kia đã lao tới rồi. Máu của lão ngũ trượt theo tà áo chạy xuống đất. Ông trợn mắt nhìn về ngực mình với vẻ không thể tin nổi. Vương An Bắc thấy nữ thi lao đến đánh ngũ sư đệ thì ném hết chỗ gạo nếp chẳng còn được bao nhiêu ra. Nhưng vì không đủ sức
nên chỉ ném được một ít lên người nữ thi, phát ra tiếng rào rào. Chương 106: Tơ điều khiển xác. Lão Ngũ! Đại sư huynh thét lên giận dữ, rút thanh kiếm thất tinh sau lưng ra bổ vào lưng nữ thi. Bà ta tru lên một tiếng quái dị, rồi quay lại vung tay hất lên. Đại sư huynh văng mạnh lên tường rồi rơi xuống đất. Tuy bình thường nhị sư huynh hay nói linh tinh, nhưng lúc quan trọng thì không hề ngớ ngẩn. Ông rút thanh kiếm bên hông ra, ngăn một đòn chí mạng của nữ thi thay đại sư huynh. Sau đó liền đá liên hoàn vào ngực nữ thi, khiến bà ta lùi về sau liên tục. Vương An Bắc thừa cơ chạy đến xem ngũ sư đệ. Tim ông trùng xuống. Ngũ sư đệ đã tắt thở từ lâu. Vào lúc này, Vương An Bắc thật sự rất hối hận. Sao mình lại cậy mạnh làm gì? Bây giờ khiến hai sư đệ đồng môn chết đi, lúc về phải ăn nói thế nào với sư phụ đây? Đường lúc ông từ từ buông thi thể của ngũ sư đệ xuống, chợt nghe nhị sư huynh hét lên thảm thiết. Vương An Bắc nhìn sang, thấy cánh tay trái của nhị sư huynh đã bị nữ thi chặt đứt. Vương An Bắc gấp đến đỏ cả mắt, lấy súng ra bắn mấy phát vào đầu nữ thi, mới khiến bà ta thả nhị sư huynh ra. Tuy đầu bị bắn nát, nhưng bà ta vẫn chạy nhảy được. Chỉ là không có cảm giác phương hướng gì, hệt như một kẻ mù. Vương An Bắc biết đó là cơ hội duy nhất để chạy trốn khỏi cái chết. Bèn nhanh chóng xốc đại sư huynh đang hôn mê dưới đất lên lưng. Sau đó dìu nhị sư huynh đang đau đến nỗi toát mồ hôi, gian nan đi về phía cửa mộ. Lối ra đã ngay trước mắt, nhưng Vương An Bắc lại cảm nhận được từng cơn gió lạnh sau lưng. Lòng ông nặng nề. Biết nữ thi đã đuổi theo, xem ra lần này trời muốn diệt mình rồi. Núi Vọng Bắc này không phải là nơi Vương An Bắc ông nên đến. Vốn nghĩ mình chết chắc rồi, nào ngờ đúng lúc này gà gáy báo bình minh, sắc trời bên ngoài sáng dần. Vương An Bắc thấy ánh mặt trời rọi vào lối ra, thì mặc kệ sau lưng có thứ gì đang đuổi theo, cắn răng đi về nơi có ánh sáng. Đến lúc lấy được thăng bằng, ông quay lại nhìn, thì thấy ánh đèn đuốc sáng trưng trong tiền điện đang tắt dần. Nhiều năm sau, lúc kể về kinh nghiệm mà mình gặp phải năm đó, Vương An Bắc vẫn như thấy rõ mồn một trước mắt. Mấy sư huynh đệ cùng xuất sư với ông, cuối cùng chỉ còn lại đại sư huynh và nhị sư huynh. Nhưng bọn họ, một thì trúng độc cương thi quá nặng, chưa đến 40 đã qua đời. Người còn lại thì tàn tật suốt đời, không bao giờ lấy lại được phong thái năm đó nữa. Trong nhóm, chỉ còn sư phụ của La Hải là trở ra toàn thây, nhưng vì cái nghề đổ đấu này quá tổn hại âm đức, nên ông vẫn không truyền nghề cho lớp người sau. Mãi đến khi gặp được La Hải 5 tuổi, mới thu nhận anh ta làm đệ tử quen môn của mình, truyền thụ hết sở học cả đời lại. Nghe La Hải kể về chuyện sư phụ Vương An Bắc từng trải qua, tôi không ngờ trên đời này lại có thứ như cương thi thật. Nhưng sư phụ anh ta cũng đã nói rằng từng thấy có ghi chép về hương thi trong mộ của Khắc Cần quận vương. Hơn nữa, trên tấm bình phong bằng ngọc đó cũng kể lại hương thi được chôn cất ở Bạch Sơn Hắc Thủy. Vậy rất có thể trong tay Lưu Thắng Lợi chính là xác ướp cổ thời nhà Thanh. Đừng nói là chú Lê và La Hải thấy hứng thú với hương thi này, ngay cả người bình thường như tôi cũng muốn xem thử nó có dáng vẻ ra sao. Ngày hôm sau, chú Lê trả lời cho chị Bạch qua điện thoại rằng sẽ nhận vụ này. Xế chiều hôm đó, tài xế của chị Bạch liền chở chúng tôi đến nông trại của Lưu Thắng Lợi ở khu ngoại ô của thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Vừa xuống xe, chúng tôi đã thấy có mấy người đang đi tới cách đó không xa. Đi đầu là một người đàn ông trung niên,
mặc áo khoác ngắn bằng vải bông, có lẽ đây là Lưu Thắng Lợi. Người này mặc đồ theo kiểu nhà thư pháp thời trước, chẳng hề có vẻ người làm ăn dính đầy mùi tiền. Chào ngài, chắc ngài là Lê Đại Sư. Lúc nhận được điện thoại của cô Bạch, tôi thật sự rất vui. Ngài đã tới thì tôi thấy yên tâm rồi. Lưu Thắng Lợi nói rất khách sáo. Chú Lê cười đáp. Tổng giám đốc Lưu khách sáo quá. Ngài là bạn Tiểu Bạch, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Tôi sẽ dốc hết sức để giải quyết giúp ông. Vì trong nông trại toàn là đường mòn trong rừng, nên không lái ô tô vào được. Chúng tôi phải đi bộ vài bước đường còn lại. Phải nói là Lưu Thắng Lợi này cũng biết thưởng thức thật. Tuy gọi đây là nông trường, nhưng còn hơn cả câu lạc bộ dưỡng sinh tư nhân. Hơn nữa, nghe nói nơi này không mở cho người ngoài vào, cùng lắm chỉ chiêu đãi những vị khách thường làm ăn của Lưu Thắng Lợi thôi. Vào đại sảnh, ông ta đã sắp xếp xong cơm và thức ăn để mời khách phương xa chúng tôi. Ăn qua loa xong, chú Lê yêu cầu muốn xem video trong đêm xác ướp cổ đó mất tích. Lưu Thắng Lợi đồng ý, rồi dẫn chúng tôi đến phòng giám sát của nông trường. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy xác ướp cổ đời nhà Thanh kia. Tuy hình ảnh camera không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ của nữ thi kia. Quả nhiên đó không phải thứ tầm thường. Chỉ bằng tướng mạo đó, nếu sống vào thời bấy giờ, thì chắc chắn có thể là hoa hậu thế giới rồi. Đáng tiếc, đây lại là xác ướp cổ từ thời nhà Thanh. Chú Lê thấy tôi nhìn lung tung thì nói nhỏ với tôi. Cháu đừng có mong muốn dâm loạn gì. Cô gái đẹp thời nhà Thanh kia đã chết từ lúc còn trẻ. Chắc chắn rất khát vọng được đàn ông yêu mến. Coi chừng nàng ta ám đó. Tôi nghe thế thì hốt hoảng. Lập tức đá bay tạp niệm trong lòng, rồi thầm mặc niệm, tội lỗi, tội lỗi. Chú Lê thấy tôi sợ thật, thì cười xấu xa quay lại tiếp tục xem camera giám sát. Chưa đến một lát sau, người đẹp hương thi trong video từ từ ngồi dậy. Sau đó hình ảnh chuyển thành màu trắng, không nhìn thấy gì hết. Mãi đến mấy phút sau, video mới trở lại bình thường, nhưng cũng không thấy xác ướp trong tủ lạnh nữa. Xem hết video rồi, chú Lê và La Hải đều im lặng, còn Đinh Nhất thì nghi ngờ, như thể có một số việc nghĩ mãi mà không hiểu. Anh sao thế? Có chuyện gì à? Tôi khẽ hỏi. Đinh Nhất bảo một nhân viên tua video lại, sau đó chỉ vào một chỗ trên màn hình. Cậu xem ở đây này, có mấy sợi dây nhỏ đang điều khiển xác ướp. Anh ta vừa nói thế, tôi nhìn kỹ lại. Quả nhiên ở đó có sợi dây mạnh. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng tài nào phân biệt được. Đây có thể không phải thi biến gì, mà là có người đang giở trò ma mãnh. Chú Lê nghe thấy chúng tôi nói vậy, lập tức dán mắt vào màn hình rất lâu, rồi đứng dậy nói với Lưu Thắng Lợi. Tổng giám đốc Lưu, theo như tôi thấy cũng không phải thi thể tự di chuyển, mà là có người trộm đi. Cái gì? Sao lại thế được? Căn phòng dưới đất kia chỉ tôi mới có mật mã, sao người khác vào được chứ? Lưu Thắng Lợi khó tin. Nhưng chú Lê lại nói, trên đời không có cánh cửa nào an toàn tuyệt đối cả. Tuy tạm thời tôi không biết người đó trộm xác đi như thế nào, nhưng chắc chắn rằng xác ướp thời nhà Thanh này đã bị người khác đánh cắp. Chương 107: Nữ thi phía sau. Nghe chú Lê phân tích như vậy, tôi nghĩ ngay đến hai gã bảo vệ gặp chuyện không may, bèn hỏi Lưu Thắng Lợi. Tổng giám đốc Lưu đã tìm thấy bảo vệ bị mất tích kia chưa? Lưu Thắng Lợi lắc đầu nói. Chưa, công ty bảo vệ đã báo án rồi, nhưng vẫn mãi chưa có tin gì. Tôi quay lại nhìn chú Lê, chắc hẳn chú cũng đang nghi ngờ bảo vệ mất tích lúc trước có vấn đề. Vì thế, chú nói với Lưu Thắng Lợi. Tổng giám đốc Lưu, có thể cho tôi xem hồ sơ chi tiết về nhân viên ở đây được không? Lưu Thắng Lợi nhanh chóng sai người mượn hồ sơ chi tiết về tất cả nhân viên ở đây, thậm chí còn có cả của ông ta và mấy người thân thích
nhưng chúng tôi đọc mấy lần. Chỉ thấy những nhân viên bảo vệ này chủ yếu là quân nhân đã xuất ngũ, xuất thân đều rất trong sạch. Nhất là Vương Hải đã chết vì sợ kia, vừa xuất ngũ năm trước, các đồng nghiệp đều nhận xét người này rất cẩn thận. Là một thanh niên tốt, không ngờ lại xấu số như vậy. Biết bây giờ Lưu Thắng Lợi chẳng có thứ gì của nữ thi thời nhà Thanh có thể cung cấp cho tôi. Vậy Vương Hải này chính là đầu mối đột phá duy nhất. Bây giờ phải làm rõ xem cái chết của anh ta có liên quan gì đến nữ thi kia không. Vì vậy, chú Lê yêu cầu muốn xem xét thi thể của Vương Hải. Ai ngờ Lưu Thắng Lợi lại khó xử nói: thi thể của cậu ta đã được người nhà nhận về rồi, nghe nói hôm nay sẽ hỏa táng. Tôi nghe thế thì sốt ruột nói: nhanh lên, gọi cho người nhà của anh ta, nhất định phải bảo toàn di thể trước đã, bằng không ông cũng đừng mong tìm được nữ thi kia. Lưu Thắng Lợi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, vội lấy điện thoại ra gọi cho người nhà của Vương Hải. Ông ta nói hưu nói vượn một lúc, cái gì mà mình mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cho con họ. Bây giờ công ty bảo hiểm có thể trả cho 5 vạn, nhưng nhân viên phía bảo hiểm yêu cầu phải thấy xác Vương Hải mới có thể trả tiền. Cũng may, hôm nay có nhiều xác cần hỏa táng, trước Vương Hải còn 6-7 người nữa. Cuối cùng cũng ngăn lại được ngay lúc anh ta bị đẩy vào lò hỏa táng. Nghe nói thi thể Vương Hải đã được giữ lại, chúng tôi lập tức tới chỗ hỏa táng với Lưu Thắng Lợi. Ngay lúc chúng tôi đến nơi, liền thấy một đôi vợ chồng trung niên hơn 50 tuổi, đang đau đầu đứng cạnh thi thể. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là cha mẹ Vương Hải. Đứa con mình vất vả nuôi lớn, còn chưa kịp lập gia đình thì đã mất. Có ai mà không đau lòng chứ? Nhưng tiền vẫn có tác dụng lớn. Nếu không đã chẳng thể ngăn thi thể của Vương Hải ngay trước miệng lò. Có điều, Lưu Thắng Lợi đã nói chúng tôi là người của công ty bảo hiểm, thì chúng tôi cũng chỉ đành làm tròn bổn phận thôi. Bác Vương, lúc con bác còn sống có từng nói tim mình thường khó chịu không ạ? Tôi nghiêm túc hỏi. Cha Vương Hải lắc đầu. Không, nếu có thì hại chúng tôi đã đưa nó đi kiểm tra rồi. Nào xảy ra cơ sự này? Vâng, vậy thì... Tôi giả vờ gật đầu nói. Lúc này, chú Lê liền đưa mắt ra hiệu cho Lưu Thắng Lợi. Ông ta gọi cha mẹ Vương Hải ra ngoài, bảo là cần bọn họ ký vài chữ mới được nhận số tiền bảo hiểm rủi ro 5 vạn kia. Thấy cha mẹ Vương Hải đi rồi, tôi đi ngay đến bên thi thể anh ta, xốc tấm vải trắng phủ bên trên ra. Khuôn mặt Vương Hải rất bình tĩnh, không trợn mắt lên như trong tài liệu. Cũng có thể là cha mẹ đã vuốt mắt anh ta xuống. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn con mình ra đi như vậy. Tuy vừa nãy bước vào nhà, tôi cũng cảm nhận được chút ký ức của Vương Hải lúc còn sống, nhưng cũng chỉ rải rác, không có hình ảnh trước khi chết của anh ta. Nếu muốn biết thêm, tôi phải đến gần thi thể mới được. Tay Vương Hải rất lạnh. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chạm vào một thi thể mới chết như thế. Trước đây tôi gặp, nếu không phải xác thối rữa thì cũng đã là thây khô. Cuối cùng, hôm nay tôi mới biết mạng người lại mỏng manh như thế. Lúc tay chạm vào Vương Hải, ký ức trước khi chết của anh ta ập vào đầu. Đêm hôm đó, trong nông trại rất tối, trời không trăng. Vương Hải vẫn đi tuần trong đêm với Triệu Quân cùng tổ mình như bình thường. Họ vừa đi vừa nói về bảo bối mà ông chủ bị mất hôm qua. Nhất là Triệu Quân, cậu ta còn nói xa nói gần rằng thứ bị mất đó rất tà ma. Thật ra lúc đó Vương Hải cũng thấy hơi rét, nhưng không tiện nói ra, chỉ sợ Triệu Quân cười mình. Nhưng càng sợ, anh ta lại càng không nhịn được mà nghĩ linh tinh. Nữ thi tự bỏ đi kia liệu có đang núp trong bóng tối nhìn mình không? Ai ngờ, lúc bọn họ đến trước hòn non bộ, Triệu Quân chợt nói muốn đi vệ sinh, sau đó liền chui tọt ra sau hòn non bộ. Vì đang sợ,
nên Vương Hải đành đứng một mình chờ anh ta ở trước. Nhưng thời gian trôi qua mà mãi vẫn không thấy Triệu Quân đi ra. Vương Hải liếc nhìn đồng hồ, mới thấy Triệu Quân đi đã sắp được 20 phút rồi. Vì vậy, anh ta hỏi với ra sau hòn non bộ. Anh Quân, anh xong việc chưa? Nhưng đợi một lúc, vẫn không nghe ai trả lời. Sau hòn non bộ chỉ im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Vương Hải là Triệu Quân muốn đùa mình, vì anh ta nhỏ tuổi nhất ở đây, bình thường cũng hay bị mấy tên ma cũ này ức hiếp. Vì thế, anh ta bèn kêu lớn ra sau hòn non bộ. Đừng đùa nữa anh Quân, em thấy anh rồi. Vừa dứt lời, anh ta chợt nghe mấy tiếng kỳ lạ vang lên sau hòn non bộ. Tiếng này nghe như có ai phát ra lúc bị ghì chặt cổ vậy. Nghĩ thế, Vương Hải vội lao ra sau hòn non bộ, nhưng lại thấy chẳng có ai ở đó cả. Ngay lúc đang đứng ngây người, nghĩ mãi mà không biết Triệu Quân đi đâu, thì âm thanh kỳ lạ lúc nãy lại vang lên sau lưng lần nữa. Vương Hải quay phắt lại, sợ ngây ra vì cảnh trước mắt. Nữ thi mà ông chủ bị mất kia đang cúi thấp đầu đứng trước mặt mình. Nỗi kinh hoàng chợt xuất hiện khiến tim Vương Hải như bị đè nặng, tức thở vô cùng. Ngay sau đó, cơ thể anh ta lắc lư, mắt tối sầm, toàn bộ ký ức dừng lại ở đây. Tuy không thấy vẻ mặt của Vương Hải sau khi chết, nhưng trong tài liệu có ghi rằng lúc được người khác phát hiện ra, hai mắt anh ta trợn lên, miệng há rất to, điển hình của cái chết vì quá sợ hãi. Tôi nhanh chóng hoàn hồn từ ký ức của Vương Hải. Chú Lê thấy tôi bình tĩnh lại thì vội hỏi. Sao rồi, tên nhóc đó bị cái gì dọa chết? Tôi thở dài nói. Không khác chúng ta đoán là mấy, bị nữ thi đời nhà Thanh kia dọa chết. Nhưng Triệu Quân kia chắc chắn có vấn đề. Chương 108. Mùi hương khiến người ta thoải mái. Chú Lê nghe tôi nói Triệu Quân có vấn đề thì hỏi lại. Hứ? Sao lại nói thế? Vì vậy, tôi kể lại ký ức của Vương Hải cho họ nghe. La Hải nghe xong cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi, cho rằng Triệu Quân kia chắc chắn có vấn đề. Nghĩ mà xem, Triệu Quân nói muốn ra sau hòn non bộ đi vệ sinh. Dù gã có tè ra cả con sông Trường Giang, Hoàng Hà thì cũng chẳng đến 20 phút. Đương nhiên, trừ khi tuyến tiền liệt của gã có vấn đề, nhưng gã cũng mới chỉ ba mấy tuổi, sao lại có vấn đề lúc còn trẻ như thế được? Hơn nữa, vừa rồi tôi xem tài liệu, thấy lúc Triệu Quân bị hỏi về tình hình, gã đã nói hôm đó mình không khỏe, muốn về ký túc ngủ sớm, để Vương Hải tự đi trực thay mình. Đây rõ ràng là nói dối. Nếu Triệu Quân không có vấn đề, thì sao gã lại phải nói dối? Hơn nữa, đáng nghi nhất là vào tối hôm sau gã lại mất tích. Chưa nói đến chuyện còn sống hay đã chết, việc thi thể đời nhà Thanh dọa chết Vương Hải chắc chắn có liên quan đến gã. Nghĩ đến đó, tôi lại lật hồ sơ của Triệu Quân mới thấy hồ sơ của gã rất sạch sẽ, hoặc có thể nói là sạch sẽ đến mức không thật. Nghe Lưu Thắng Lợi nói, sau khi Triệu Quân mất tích, ông ta cũng đã tìm đến địa chỉ đăng ký trong hồ sơ, nhưng lại phát hiện ở đó không phải nhà, mà là một siêu thị. Lạ hơn là, tuy thông tin Triệu Quân ghi về bố mẹ là thật, nhưng họ đã chết từ lâu. Tuy vậy, trường hợp như Triệu Quân cũng chẳng phải mới xuất hiện lần đầu ở công ty bảo vệ. Trước đó cũng từng có những người không chào mà đi vì nguyên nhân riêng. Lưu Thắng Lợi cũng từng nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Triệu Quân không thể biết mật khẩu mật thất, thì sao mà lén chuyển xác ướp cổ ra được? Chuyện lâm vào bế tắc. Tuy tôi đã biết Vương Hải chết vì sợ như thế nào, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của xác ướp cổ thời nhà Thanh. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một việc, quay lại hỏi Đinh Nhất,
Nếu là anh có thể mở được cửa mật thất của Tổng Giám đốc Lưu không? Đình Nhất nghĩ nghĩ rồi trả lời. Khó nói lắm, phải xem khóa mật mã thì mới biết. Tôi nghe thế thì quay sang nói với Lưu Thắng Lợi. Tổng Giám đốc Lưu, chúng ta vẫn nên về nông trường đã. Tôi có thể đến xem mật thất giữ nhiệt của ông không? Lưu Thắng Lợi vội gật đầu. Đương nhiên là được. Vậy thi thể của Vương Hải thì sao? Tôi xua tay nói. Không cần giữ lại, hỏa táng được rồi. Sau khi về nông trường, Lưu Thắng Lợi dẫn chúng tôi đến căn hầm ngầm đầy bảo bối của mình. Lúc Lưu Thắng Lợi chưa mở cửa, tôi đã bảo Đinh Nhất nghiên cứu thử khóa mật mã này xem. Kết quả là, anh ta nói, nhìn khóa này có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất sơ hở. Lưu Thắng Lợi nghe vậy thì lắc đầu liên tục. Không thể nào, đây là khóa mật mã tôi mua từ Đức. Chất lượng và độ an toàn đều là tốt nhất. Đinh Nhất nghe vậy thì nhướng mày. Ồ, không thể như thế được. Thật ra việc mở khóa này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mấy tên trộm bình thường có lẽ không mở được. Nhưng nếu ai có tay nghề một chút thì sẽ mở rất dễ. Lưu Thắng Lợi vẫn không tin. Xem ra ông ta rất có lòng tin vào chiếc khóa này. Đinh Nhất nhún vai nói. Vậy được, chúng ta thử xem. Nếu tôi mở được khóa này, vậy thì Triệu Quân cũng có thể mở được. Lưu Thắng Lợi gật đầu đồng ý, để Đinh Nhất thử một lần. Nhưng ông ta vẫn không tin chiếc khóa mật mã mình nhập từ nước ngoài về lại vô dụng như thế. Tôi rất tin vào Đinh Nhất. Chỉ cần anh ta nói mở được thì chắc chắn là được. Vì vậy, chúng tôi vây quanh anh ta, xem anh ta mở chiếc khóa được xưng là khóa điện tử nhân tạo an toàn nhất này thế nào. Đinh Nhất quay người sang nói với một nữ nhân viên, hỏi xin ít phấn trang điểm của cô ta, rồi nhẹ nhàng thổi lên phím ấn mật khẩu của khóa. Sau đó, thấy bốn phím trong đó dính đầy phấn, chứng tỏ đây là những phím mà Lưu Thắng Lợi hay ấn nhất. Sau đó, Đinh Nhất nhấn thử bốn phím kia một cách ngẫu nhiên. Máy báo sai mật khẩu. Đinh Nhất ấn lại lần nữa, kết quả vẫn là sai. Lưu Thắng Lợi thấy thế thì đắc chí nói, thấy chưa, tôi đã nói cái khóa này an toàn lắm mà. Ai ngờ, Đinh Nhất lại nói với ông ta, Tổng Giám đốc Lưu, bây giờ ông thử ấn mật khẩu chính xác để mở cửa một lần xem. Nói rồi, anh ta dịch người qua, quay lưng về phía Lưu Thắng Lợi. Rõ ràng Lưu Thắng Lợi cũng hơi do dự, nhưng mật khẩu này thay đổi lúc nào cũng được, nên dù bây giờ có biết, lát nữa ông ta đổi mật khẩu thì chúng tôi cũng chẳng mở được. Vì thế, ông ta thoải mái bấm mật khẩu. Quả nhiên là bốn số mà Đinh Nhất vừa bấm chỉ là thứ tự hơi khác. Cửa kêu cách một tiếng rồi mở ra. Nhưng Đinh Nhất vừa thấy cửa mở, liền đẩy cửa lại lần nữa. Khóa điện tử vang lên một đoạn nhạc dễ nghe rồi khóa lại. Lưu Thắng Lợi vốn hơi ngây người. Sau đó như đã hiểu ra cái gì, sắc mặt rất khó coi. Đinh Nhất tiếp tục ấn bốn phím vừa rồi. Lần này lại bấm hai lần. Nhưng đến lần thứ hai, anh ta đã bấm được mật khẩu chính xác. Thì ra khóa điện tử này chỉ được bấm sai hai lần. Quá số lượt thì chuông báo sẽ vang lên. Nhưng mỗi khi có người nhập mật khẩu chính xác, hai lần nhập sai trước đó cũng sẽ bị xóa về không. Vì thế, không ai ngờ cái khóa này lại dễ mở như vậy. Nhất là bảo vệ. Vì nguyên nhân công việc nên đêm nào cũng đi qua cửa hầm, chỉ cần thử mấy lần là được. Mặt Lưu Thắng Lợi đã vàng như nến. Tôi biết ông ta đang sợ hãi. Cũng may hôm nay Đinh Nhất nói về sơ hở của chiếc khóa này. Nếu không, tên trộm xác kia lại vào lần nữa, thì đã không chỉ mất một xác ướp thôi đâu. Chúng tôi đã giải được câu đố người kia làm sao để mở cánh cửa bị khóa. Sau đó cùng nhau vào hầm. Nơi đây quả là một kho chứa báu vật cỡ nhỏ. Tuy tôi không hiểu về những thứ đó, nhưng chỉ nhìn cũng đã có thể chắc chắn rằng chúng khá đáng tiền. Lúc đến trước tủ lạnh chứa nữ thi đời nhà Thanh, tôi ngửi thấy một hương thơm. Mùi gì thế? Tôi tò mò hỏi. Lưu Thắng Lợi chỉ vào tủ lạnh.
Trước đó nữ thi đời nhà Thanh vẫn được để trong này. Sau đó bị mất, nên tôi mở nắp, tắt nguồn điện, không ngờ bên trong vẫn có mùi hương của bà ta. Đây là mùi hương mà nữ thi đời nhà Thanh kia để lại. Tôi hưng phấn hỏi. Lưu Thắng Lợi gật đầu. Ừ, là mùi này. Tuy xác ướp cổ đã mất, nhưng mùi hương vẫn giữ mấy ngày chưa tan. Tôi lập tức nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận mùi thơm tràn ngập trong không khí. Trước đây, chí ít tôi cũng phải thông qua di vật mới cảm nhận được tàn hồn. Đây là lần đầu tiên thông qua mùi hương, chẳng biết có được hay không. Chú Lê thấy tôi đã bắt đầu, nên bảo mọi người tản ra, chừa cho tôi chút không gian, đừng hòa tan mùi hương kia.